mình hiện tại đang ở con đường đi vào chùa Nguyệt Lãng nha các bạn. Ở bên Đài Loan này thì vào tháng 7, là mùng 7 tháng 7 thì mọi người thường hay đến chùa Nguyệt Lãng để mà cầu tình duyên. À, hôm nay chúng ta sẽ đi đến đây nha. À, đi, cùng đi thôi mà. Đi vào thắp hương thì chúng ta sẽ mua một ít đồ vật, và ở theo như quan niệm bên đây thì mình sẽ mua những cái đồ ngọt giống như là táo hoặc là kỷ tử, để mà kiểu giống như khi mà nấu cùng với nhau thì sẽ cho ra một cái sản phẩm vừa bổ cho sức khỏe mà vừa có vị ngọt, giống như là vị ngọt trong tình yêu gì đó các bạn. Bây giờ chúng ta cần đi vào đây, mình cũng cần mua một ít. Đây có rất là nhiều loại các bạn. Mình sẽ chọn táo, hạt chè. Sẽ chọn 3 loại này. Phía trong mình đây còn rất là nhiều loại. Con hư cần rồi. Mình theo quan niệm thì Nguyệt Lão rất là thích đồ ngọt, cho nên mình sẽ mua thêm một ít bánh kẹo ở đây. Mình sẽ mua 4 thứ này. Bây giờ mình sẽ chuyển sức của mặt khổ ấy. Tổng cộng của mình là 550 đồng các bạn. Ta đã đến nơi rồi. Và phía trong đây là chùa Nguyệt Lão nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thắp nha để cầu hạnh phúc cho gia đình nè, cầu bình an cho bản thân, cầu về công việc. Và bây giờ chúng ta đi nào. Bạn cùng mình đi về nha.